Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Clip của ngày hôm nay ngày 6 tháng 11 năm 2021, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin test những chiếc máy hút ẩm và cặp xương băng Maxen để gửi cho những vị khách hàng đã chốt đơn bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng vậy, những vị khách hàng đang quan tâm kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có thể vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo những sản phẩm về trong ngày. Quý vị và các bạn có nhu cầu liên hệ với cửa hàng để đặt những sản phẩm thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số máy 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ đọc danh sách của những vị khách hàng đã chốt ở clip này những chiếc máy hút ẩm cập bến với cửa hàng. Và tại thời điểm này thì cũng đã được nhận đơn ngay trong buổi sáng ngày hôm qua. Vì công việc của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có một chút việc bận nên ngày hôm qua cửa hàng cũng mệt nên nghỉ sớm, không thông báo những sản phẩm của những vị khách hàng chốt đơn. Và ngày hôm nay thì quay lại với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ test những sản phẩm của những vị khách hàng đã chốt đơn bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, 4 chiếc máy hút ẩm này thì hôm trước về được số 41, 43, 44. Thì về đến số 42, 43, 44 và 45, 46 thì những chiếc đài mã 13, 45, 46 vẫn còn đây. Và trong buổi tối ngày hôm qua thì tiếp tục cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cập nhật thêm 2 chiếc Mitsu có dung tích hút là 2,5 lít. Thì đã có khách hàng chốt hụt 2 chiếc 43, 44 thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã thông báo luôn chiếc không có chủ ở đây. Xin lỗi, không có số ở đây thì là chiếc số 47 nhá. Và số còn lại bên cửa hàng là 48. Vậy bác khách hàng nào mà chốt thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ vào số cho khách hàng. Vâng, chiếc 44, 45, 46 và hai chiếc tiếp theo là 47, 48. Chiếc 47 thì cửa hàng trưng bày tại đây và không cần ghi số nữa, chỉ thông báo cho khách hàng biết là sản phẩm đã về và đã có chủ luôn. Và hiện tại thì còn một chiếc 22,5 lít đẹp tuyệt vời. Mitsu chân voi nhá. Vâng, 3 chiếc máy hút ẩm đều có dung tích hút là 20 điện 220V và có duy nhất một chiếc 43 là 26 lít. Còn chiếc 44 là 22,5 lít và chiếc này là chiếc 47. Cửa hàng cũng về trong buổi tối ngày hôm qua và bốc hàng luôn thì khách hàng cũng đã chốt ngay trong trưa ngày hôm qua rồi. Và chiếc 41 thì của hãng Hitachi, cửa hàng đều test những sản phẩm này ra nước ok ngon lành rồi nhé. Cửa hàng chỉ lên clip và đóng gói vận chuyển sản phẩm qua đường bưu điện cho những vị khách hàng ở xa. Còn những vị khách hàng ở gần, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có thể ship qua đường bưu điện cho khách hàng nhé. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ đọc danh sách của 4 vị khách hàng đã chốt những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp như sau. Xin gửi cho anh Nguyễn Văn Triền, anh có địa chỉ tại đội 8, Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Anh chốt chiếc máy hút ẩm vừa về với cửa hàng đây. Chiếc này thì có dung tích hút là 22,5 lít. Tuyệt đẹp. Vị khách hàng tiếp theo, cửa hàng xin gửi cho anh Kiên, anh có địa chỉ tại Tân Hương, Ninh Giang. Anh chốt chiếc máy hút ẩm mang mã số 44. Chiếc này được sử dụng điện 220V và anh có chốt thêm một cặp xương Maxen, cặp xương Maxen 10. Vâng, chiếc số 44 của anh thì rất đẹp luôn ạ. Vị khách hàng tiếp theo, cửa hàng xin gửi cho anh Nguyễn Anh Hoàng. Anh có địa chỉ tại đội 8, ngõ 492, tổ 19, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Anh là vị khách hàng chốt sớm nhất, nhanh nhất của ngày mùng 1 tháng 11 năm 2021. Xin lỗi, mùng 1 tháng 10 âm lịch năm 2021. Và khi cửa hàng âm thanh Đức Hạnh vừa thông báo trên kênh thì anh cũng đã nhắn tin luôn với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh là anh chốt chiếc số 43 có dung tích hút là 26 lít trên một ngày. Chiếc 43 này thì clip được đăng tải lên kênh chưa đầy 15 phút khách hàng đã chốt luôn ạ. Rất nhanh. Vị khách hàng tiếp theo,
của anh khách hàng Long Biên thì sáng ngày mai cửa hàng sẽ gửi xe khách cho anh nhé. Anh sẽ nhận hàng vào buổi sáng. Và vị khách hàng xem có địa chỉ ở Thanh Trì này mà gửi được xe thì cửa hàng sẽ gửi xe luôn. Xin gửi cho chị Mai Thị Hà có địa chỉ tại xóm 2, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Anh xã của chị chốt chiếc máy Hitachi mang mã số 41 có dung tích hút là 20 lít trên một ngày và chạy điện 220V. Tất cả những chiếc máy hút ẩm này thì còn cực kỳ là mới và đẹp. Vâng, vậy để kết thúc video này tại đây, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ thông báo tiếp những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn để gửi hàng cho các bác sớm nhất và các bác nhận hàng nhanh nhất. Vâng, vậy clip này cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới 4 vị khách hàng đã chốt những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp. Vâng, ngày hôm nay thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ thông báo những sản phẩm tiếp về buổi tối ngày hôm nay nhé. Và clip này cửa hàng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.